Chào anh định bán chiếc máy đào với lại chiếc xe xúc lật này là giá nhiêu vậy anh? Giá xe đào giá 100 triệu, xúc lật 90. À, mà cái này máy đào hàng bãi nội địa Nhật hay là hàng dân dùng anh? Hàng bãi nội địa Nhật. À, nội địa Nhật luôn hả? Đúng rồi. Là cái con này là con gì anh? Giống YHI vậy? YHI. YHI không gầu 0.25. 0.25. À, còn con kia là... HL5. HL5. HL55. HL5. 5. HL5. 5 là 1,5 à? Không phải ấy, cái này cái gạo cái tấm tắc à. À vậy hả? Tấm tắc à. Anh đọc số điện thoại của anh đi. Số điện thoại 0913940822. Gặp anh Đan. Anh Đan. Ba Thế. Ba Thế. À, tại Long Khánh Đồng Nai. Tại Long Khánh Đồng Nai. Dạ rồi. À, để em coi sơ qua về cái xe tí nha. Rồi. Rồi. 0913 hả? 0913 940822. 0913 940822. À, rồi rồi, gặp anh Đan. Rồi, à, chiếc xe này là xe bãi nội địa Nhật ha. Thì xe này hoạt động rồi rất ok. Hiện tại giờ bình chưa có gắn vô chứ mới vừa làm xong cái này các bạn. Làm xong mặt bằng này nè. Xe này xe hàng bãi nội địa Nhật chứ không phải là xe dân dùng nữa nha. 100 triệu thôi. Cái này tay lái cơ ha. Cơ thôi chứ thủy lực thì làm gì có giá này. Rồi bây giờ mình rồi. Cái này khi nào mà anh em nào muốn mua thì gọi Zalo cho ảnh, rồi có gì rồi anh em trao đổi về xích lốp xích đồ này nọ thì thấy ok nè, ti tiết đồ không chảy nhớt ha, xe bãi nè, mấy cái cho số đó người ta vẫn còn ghi đó, đó ti nè, hai ti nâng lam luôn nè. Đây cái model của xe nè. Ai này gầu 0.2 à, YX40 gầu 0.2 thôi. Chứ không phải là 0.25 nha, này 0.2 thôi các bạn. 0.2 thôi. Đó, xích lốp xích đồ còn rất là đẹp luôn này. Bạn thấy không? Xích đẹp chưa? Sơn xích bánh phôn bánh đồ còn rất là đẹp luôn nha. Chưa có gì nha. Mình xem thử động cơ tí rồi. Hàng bãi nội địa Nhật. Ôi dạ. Ôi, đây nè, Isuzu nè. Wow, máy Isuzu. Hàng bãi đẹp ghê chưa các bạn. Đó, máy nè. Đẹp long lanh luôn thấy không. Rồi, chiếc này mang mua về chiến là có lý. Giá này rẻ, 100 giá cũng khá rẻ đó các bạn. Rồi, 100 giá khá rẻ. Úi. Rồi, chiếc này là 90 triệu. Xúc lật 055. 90 cũ. Wow, động cơ nó xài động cơ gió thôi chứ không phải động cơ nước nha. Động cơ này giải nhiệt bằng gió nha các bạn nha. Xài sên chạy kéo qua bơm nè. Xe bãi về bên Nhật bãi nó vậy đó. Cũ cũ vậy đó. Ồ, chiếc kia động cơ quá đẹp luôn. Nói chung là ngon lành cành đào, động cơ là quá đẹp luôn. Sơn xít nè. Xích nè, xích đồ đẹp chưa? À, mang ra đây vừa xích nè. Xích từ xích tới bánh phôn bánh đồ là còn đẹp hết ha. Tới bánh sau bánh đồ là đẹp hết, mâm quay toa đồ nguyên zin hết nha. À, máy móc nhiều lắm. Nhiều lắm. Để rồi 100 cũ, anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi cho ảnh ha. Rồi chiếc kia 90 cũ, anh em nào có nhu cầu cứ gọi cho ảnh ha. Rồi mến chào các bạn, đây là Long Khánh Đồng Nai các bạn nha. Người thật việc thật đàng hoàng. Có Zalo đồ đầy đủ hết nha. Rồi mến chào anh em.